Dạ hello, em Trần Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các bà con cô bác nha. Hôm nay bên salon ô tô bên Trần Anh lại về tiếp tục thêm một mẫu xe Captivan mà rất là nhiều người đang hỏi Trần Anh đây. Một màu đen huyền bí, biểu tượng Chevrolet, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ. Đây là cụm đèn, hai cụm đèn là nguyên rin theo xe nè anh chị. Đây là bóng cầu nè, nguyên rin theo xe hết nhé. Dòng xe này thì 7 chỗ, nó là máy xăng 5 cấp số, máy 2.4, mức độ tiêu hao nhiên liệu con này nó nằm tầm 10 lít anh chị. Đó là 10 lít, số sàn nha, 60E70126 đây anh chị ạ. Đồng sơn phong dáng của em nó nè, bần xem nó một cái áo màu đen nhá. Đó, đồng sơn đẹp, phong dáng đẹp, 4 cánh cửa là không lỗi anh chị nha. Gầm tương đối là khá cao. Vỏ mâm đúc nguyên bản theo xe nè. Vỏ là còn được đây nè. Vỏ là còn được 65%. Xe có sao bảo vệ nha. Trang bị là cụm thắng đĩa ABS chống bó cứng phanh, biểu tượng của Chevrolet. Đây là gầm bề phía trong nè anh chị xem nè. Đó, gầm bề phía trong của em nó nè. Xe này chưa đi tỉ rửa nha, mới về thôi. Để Trần Anh ngày mai trời mưa, trời không mưa Trần Anh đưa đi tỉ rửa. Tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu, một cái gương thật là to. Đăng kiểm tháng 10 năm 2020 anh chị nha. Đó, phong dáng của con Chevrolet đây. Chevrolet Captivan. Tích hợp bề các chân chủ nhà lên full option cho nó nè. Đây là phần bề các chân của con Chevrolet nhá, 4 cánh cửa đều đặn chưa. Cảng du lịch ở trên chủ nhà đã trang bị đầy đủ hết rồi. Mua về là chạy, ngoài ra không phải làm hết bất cứ một khoản gì hết. Vỏ sau nè, vỏ sau còn tương đối được khá mới. Vỏ sau còn được 80%. Mâm đúc, thắng đĩa, ABS, chống bó cứng phanh, nhịp nhàng. Một màu đen mạnh mẽ giữa một khu rừng già Nam Mỹ nhá. Đó, bề các chân lên hết rồi nè. 4 cánh cửa rất là liền lạc, không dấu hiệu là cứng đục, không dấu hiệu là tông pha. Đây là hai cụm đèn nguyên rin theo xe nè anh chị. Đó, đèn nguyên rin theo xe nhá. Rin nồi, biểu tượng chữ Chevrolet nè. Hình dấu cộng là của thương hiệu của Mỹ nhá, Chevrolet. Dấu cộng là thương hiệu của Mỹ toàn diện luôn. Gạt mưa phía sau nè. Mọi thứ chức năng còn đang hoạt động hết. Lấy về là chạy thôi. 2007, 13 năm trôi qua, em nói vẫn đứng giữa một bầu trời xanh thẳm nhá. Bận xem nó một cái áo màu đen mạnh mẽ đầy kích tính trong cuộc sống luôn. Đó, hai cụm đèn là xe gì em? Ford, con đó là Focus em, đời 2005. Rồi em xuống em coi đi. Coi đi. Mở cửa ra coi xe thoải mái. Đây là anh chị ạ. Đây phong dáng đây. Hai vỏ sau được 80% nha. Đó, chờ anh quay chi tiết cho anh chị luôn. Mâm là mâm đúc nguyên bản theo xe, biểu tượng của Chevrolet, gầm bề ở trong nè. Đây là gầm nhựa nhá. Đó, toàn bộ gầm nhựa ở trong nè. Không có một dấu hiệu là mục mọt nhá. Từ trên xuống dưới nè. Đẹp len keng luôn. Hai bên là tích hợp chủ nhà lên bề các chân nguyên rin theo xe hết rồi nè. Đưa máy vô test à? Vâng. Ok, test đi em. Đây là phong dáng nè. Đó, đồng sơn đẹp, nội thất đẹp. Đến với tay người tiêu dùng nha. Phong dáng thường là ngầu. Đó, dòng xe 7 chỗ chị à, hai cụm đèn nè. Hai cụm đèn là mới keng xà beng luôn rồi. Không có một vết trời luôn. Sơn rin còn được 75% trên chiếc xe nha. Cản trước đã có sơn dặm một tí nha. Đó, còn toàn bộ là sơn rin, đồng sơn thân vỏ nè. Ốp tay nắm nè. Đây anh chị ạ, đây là phần tắp bi cửa nè. Dòng xe này thì nó người ta không có chạy dịch vụ, cho nên bà con cô bác có thể yên tâm. Đây là chiếc xe gia đình thôi. Keo chỉ nè. Đó, keo chỉ là rin nồi hết. Tích hợp là ghế chính điện nha. Đây là ghế chính điện, con này bản đủ luôn. Vô lăng 4 chấu nè. Vô lăng 4 chấu của Chevrolet. Gương từ cục từ mở, gương chỉnh điện, chỉnh đèn sáng tối. Nách cửa nè, không có dấu hiệu đâm pha. Trần Anh bước vô con xe này, Trần Anh tàn nghe mùi cà phê không? Nghe mùi cà phê muốn say luôn, say cà phê luôn. Trần Anh ở xứ cà phê mà. Bước vô nghe say quá. Em xịn rồi. Ôi cà phê. Gia đình này thật sự là người ta làm bên thu mua cà phê lắm chị. Chuyên về say rang cà phê. Captivan ghế nè. Đó, ghế từ trên xuống dưới nè. Rin nồi nhá. Xe còn rất là sạch sẽ luôn. Con này chỉ việc đi tẩy rửa thôi. Đây là bộ ghế xe da rin theo xe.
qua thời gian 5 tháng nó có bạc một tí xíu nè, không có đáng kể nha, những sóng lường nè, nó sóng lường cửa nè, còn riêng lắm, lấy về là chạy, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì hết. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp, nội thất tương đối nha, nội thất tương đối là sạch sẽ luôn. Mai cho đi tẩy rửa. Mùi cà phê không? Đây là phần tắp bi nè, đó tắp bi là từ phần tay nắm nè, tay nắm là ốp toàn bộ giả gỗ nha, đây là theo xe luôn, keo chỉ bốn cánh nè anh chị ạ. Trong nách đã có sơn dập báo luôn, đây là phần trong nách cửa nè, đã có sơn dập nha. Đó, từ bề gác chân nè, bề để chân những sóng lường nè, anh chị thấy những cái sóng lường không? Không dấu hiệu đâm va móp méo. Rin nồi chưa? Đây là phần thân ghế đây, vô trong phần thân ghế nè anh chị. Đó, phần thân ghế là trần nè, trần là trần nỉ toàn diện nha, trần nỉ rất là sạch sẽ luôn. Tay nắm trên trần, rin nồi, ghế là từ trên xuống dưới nè. Đó, đẹp chưa? Sàn nè, con này là sàn da nha anh chị nha, sàn da nè. Ui trời, cà phê nghe say quá. Trường Anh phát hiện ra rồi, đây là một bịch cà phê. Cà phê này anh chị biết nhiệm vụ để vào xe làm gì không? Khử mùi nha, và tạo mùi hương, mùi hương của cà phê đây nè. Ôi trời ơi, em chị say sóng quá, say cà phê quá, cảm giác như Trần Anh đang được thưởng thức những ly cà phê Trung Nguyên ngon ngọt nhất trong cuộc đời đây, quá tuyệt vời. Đó, kèo cột nguyên bản vào xe nè, không dấu hiệu đâm va cấn đục nha, dây đan toàn là nguyên rin hết, học tì tay. Xe là ghế da rin cho xe nhá, hai học nhá anh chị xem nè. Đây là học nè, mở ra là hai khay nè, khay đựng đồ là đầy đủ chưa. Đó, lấy về là chạy thôi. Xe này mai đi tẩy rửa, xin nhắc lại nha, xe này chưa tẩy rửa. Nội thất từ phần tay nắm nè, những cái vân gai nè, rin nồi hai bên nè, đèn đóm nè anh chị. Đó, đèn đóm nè, học để đồ nè, thấy chưa. Tay nắm cửa nè, đang mượn chìa khóa xe, tay nắm cửa là rin lắm nhá, lấy về là chạy, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nha. Đây là phần kèo cột từ trên xuống dưới nè, không có dưới đâm ve đâu. Đây nè, nguyên một cái học của nó đây nè, đầy đủ nè, khay nè, đó ở dưới là khay được gạt nước nè, tay nè chỉnh túi hơi nè, hai bên là chỉnh túi hơi là nguyên rinô xe nè. Đó, dòng Captivan anh chị nào có xe Captivan thì anh chị biết mọi thứ chức năng của nó rồi, còn những anh chị nào chưa biết thì Trường Anh sẽ hướng dẫn nhá. Đây là côn số, đây là côn số nguyên rin là 1 2 3 4 5 R nè, cũ số không dưới mòn luôn. Tay nắm nè, đó chị thấy phần tay nắm không, đó tay nắm là nguyên rin hết. Con này chưa trang bị đồ chơi gì hết, con này xe rin, một cái màn hình LCD thường thôi, vô lăng 4 chấu, không có dấu hiệu rách rưới hay mày mờ nhá. Ghế rất là sạch sẽ luôn, kẹo cột hai bên nè, và những cái vân gai nè. Nói chung nội thất xe này còn tương đối đẹp nha, còn khá là đẹp luôn anh chị ạ. Nách cửa nè, trong nách là những cái bản lề nè, không dấu hiệu là tông ve, tem tán 7 màu nguyên bản với nhà xuất nè, vẫn còn rin lắm. Đó, một chiếc xe đẹp, một phong cách để đến với tay người tiêu dùng. Và đặc biệt hơn, xe này không có một dấu tích là đâm vai cấn đục. Cốp sau nè anh chị, đó cốp sau nè, ghế phía sau nè, nỉ non còn nguyên rin theo xe luôn anh chị thấy chưa. Đó, từ phần kèo cột, từ phần phía trên đổ về nè, những cái vân gai nè anh chị coi, đó những cái vân gai theo xe nè, nguyên rin nè. Đây là những sóng gân của thanh nhựa phía sau để đồ nhá, đó rin hết nè. Bỏ đồ xe cua đâu rồi, học riêng con Captivan này rất là nhiều học, học quá trời học luôn. Đây là học nè anh chị ạ, đó học để đồ nè anh chị, có tiền anh chị cất vào đây nha, cất vào trong đây. Những anh trai nào mà giấu vợ nhét tiền vào đây khóa lại là mình có một cái khoản riêng rồi nhá. Đây nè, tay gối nè anh chị, đó kéo ghế lên nè, là dòng xe 7 chỗ nhá. Ui già, cái ghế kia nó cứng quá, ghế kia phải chỉnh lên tới một xíu mới kéo được. Hè ghế nè, rin chưa, rin hết toàn bộ nách cửa phía sau nè. Đây là dàn nách cửa nè, đó keo chỉ trong nách là không đâm va nhá. Đây là những cái đinh bấm sơn rin nè, sơn rin ở trong cửa sau còn nguyên bản nè, keo chỉ là nguyên rin nè, không có dưới đâm va đâu anh chị ạ. Đó, chất xe đẹp, tay nắm nè, tay nắm nguyên bản theo xe nè, vậy hết. Đây là phần tay nắm nè, keo chỉ không mất phần nào luôn. Captivan, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ, hai bộ đôi nguyên bản theo xe anh chị ấy, hai bộ đôi không, hai bộ đôi là nguyên rin theo xe hết nhá. Cảm biến dê ở phía sau đã tích hợp đã có rồi, chủ nhà lên rồi mua về là chạy thôi. Đây là phần tắp bi cửa nè,
Đó, rin nguyên hết. Từ phần tấm bi cửa nha, rin nồi, khóa cho em an toàn đầy đủ trên chiếc xe rồi. Chất đóng cửa rất là liền lạc, không có dấu hiệu đâm va, không có dấu hiệu là cứng đục nha. Đó, phần tấm bi nè. Xe cập nhật và liên tục để phục vụ bà con học để đồ. Hay học để đồ trong là còn nỉ rin, là đèn báo ở trong là vẫn còn đang hoạt động nè. Đây, trong đây có chỉnh cái gì nè anh chị ạ? Open là mở khóa đây nè. Đây nè. Đó, chỉnh nè. Đó, lấy về là chạy thôi. Nách cửa nè. Đây là phần keo chỉ trong nách nè. Bây giờ rin nồi luôn. Từ về nè. Rin hết. Táp lô nè, những cái vân gai nè. Chủ nhà tích hợp là dán toàn bộ táp lô rồi nha. Đây là những cái vân gai phần táp lô nè. Không có dấu hiệu bị phai mờ nè. Thế giờ anh chị mua về anh chị chạy thôi. Ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì đâu. Đó, tổng quan nội thất của con Captivan đó, đời 2007, giá hơn 200 xíu. Sở hữu luôn con Captivan. Đó. Đây nè. Đây chừng anh phỏng vấn nè, em trai. Đây là một người em trai, chắc anh chị nhìn khuôn mặt này anh chị cũng cảm nhận được ai rồi cái gì. Một người em chừng anh chuyên dọn về bên công nghệ 4.0 đây. Vừa giao con Toyota Corolla vừa cho Trần Anh đây nè. Đó, để Trần Anh phỏng vấn nè. Trời mưa rồi công việc sao em trai? Cũng khó khăn là bất vả. Về mưa thì chắc chắn là mình không thể xử lý được cho nó như ngày nắng đúng không? Em thì bên em có công nghệ, bên em nắng mưa làm vẫn được, nhưng mà trời mưa hơi cực xíu nhưng mà làm vẫn ok. Nhưng mà về khâu đánh bát thì chắc là cũng khó khăn. Khó mấy anh, tại em vô nhà đánh cũng ok. Vài hai em. Dạ. Em chào khán giả đi em. Đọc hết cả đầu. Anh nào anh cũng bắt vô anh làm riết thôi mà. Anh làm riết anh quen rồi. Mai mốt rồi Trần Anh mà có vợ là Trần Anh bắt vô Trần Anh làm riết luôn anh chị. Cảm ơn những anh chị thân thương yêu dấu của em. Anh chị là khách hàng, anh chị là ân nhân của Trần Anh Auto. Trần Anh Auto cảm ơn rất là nhiều. Không biết nói gì hơn ngoài tấm chân thành ra. Xin dành hết toàn thể cho tất cả bà con nha. Đây nè, riêng dòng Captivan này nó hay bị lỗi. Không phải nhiều anh chị hỏi Trần Anh nó bị lỗi gì. Nó chẳng bị lỗi gì về phần máy. Nó chỉ bị lỗi về mấy cái điện đóm vớ vẩn. Ví dụ như cái túi khí nè. Đây nè, giờ thấy nó hiện cái túi khí không? Cái túi khí này nó hiện tượng trưng cái túi khí ở trên vô lăng nè. Thực ra cái túi khí ở trên vô lăng này nó chẳng có bị bong chóc hay nó chẳng có bị nổ gì hết. Nhưng mà nó riêng cái dòng này nó xài rất là nhiều con cảm biến. Thay vì trên một cái con xe thường nó thường thường là đến 8 đến 10 con cảm biến, nhưng mà riêng không, riêng hàng Captivan này nó xài đến mười mấy 20 con cảm biến được. Rất là nhiều cảm biến, nhiều khi nó bị bụi bẩn nó dơ cái nó cũng hiện cái này lên. Nó dơ nó hiện cái này lên. Đưa cái máy vô cắm cái test xóa delete mất luôn. Đó, chỉ vậy thôi chị anh chị ạ. Chứ ngoài ra anh chị nói nó lỗi, nó chẳng phải lỗi gì đâu. Cái máy nó đang hoạt động mà nó lỗi gì? Nó lỗi với cái con cảm biến nó hiện trên cái đồng hồ thôi. Đó, đây là hiện tại nó đang báo cái túi khí nè, báo người cái túi khí trước mặt nè. Túi khí trước mặt là cái gì đây? Cái vô lăng này nè. Đây là airbag nè. Airbag này chưa có dấu hiệu bung nổ gì làm sao mà nó nổ được. Có cảm biến nó dơ thôi. Máy lạnh nè. Màn hình LCD mới lạnh là rin nồi theo xe nhá. Lấy về là chạy. Đây là AC nè. Đó, đó chừng anh đang mở AC chỉnh nhiệt độ nè. Nhiệt độ nè. Gió lớn gió nhỏ nè. Đó, mở phát lạnh ngắt là nhanh chị nha. Côn số là nguyên rin theo xe nè. Đó chị coi cụ số nè. Nguyên rin chưa? Rin hết lấy về là chạy. Táp lô táp bi rất là liền lẹ, không dấu hiệu đâm va cứng đụng đâu. Học để đồ nè. Đó rin chưa? Từ phần tay nắm nè. Từ phần tay nắm cửa là đèn đóm trên trần nè. Đó, xe đẹp lắm. Trợ lực lái rất là nhẹ nha. Trợ lực lái kết hợp là gương từ cục từ mở nè anh chị à. Đây là gương từ cục từ mở nè, hai bên nè. Đó, đây là mở ra nè. Anh chị thấy mở chưa? Đó là gương từ cục từ mở nhá. Máy lạnh có thể chỉnh được ok. Mọi thứ chức năng đồ mốt theo xe nè, lóc khóa mở cửa đồ mốt theo xe. Đây là cái cần chỉnh gạt mưa nè, rin nồi nè, cao su nè, nguyên rin hết. Hai bên nè, anh chị coi nè. Đó, chị hết rin chưa? Bốn cánh chỉnh điện rất là mượt nè. Ngồi một chỗ chỉnh điện thôi. Nhẹ nhàng. Cá tính, chan hòa trong cuộc sống. Nơi đây chúng ta tìm về một tình yêu thật là hạnh phúc nhé. Đó, trải nghiệm luôn phần phần máy cùng với Trần Anh nè. Đó, đồng sơn đẹp, nội thất đẹp, màu đen.
trâu già của rừng Nam Mỹ nha, kèo cột hai bên trụ nè, đó kèo những cái vân gai trên hai bên trụ nè, còn nguyên bản hết, rim nồi. Đây này, đây có một cái học để đồ nè anh chị ạ, rất là nhiều thứ trên con xe này, dòng xe 7 chỗ nha. Đây nè anh chị coi gạt sau nè, gạt sau nè, thấy không, gạt sau đang hoạt động nè, đó gạt sau đó đang hoạt động nhá, rim chưa, gạt sau gạt trước nè, đó gạt trước nè, nói chung là mọi thứ đang hoạt động đầy đủ hết, lấy về là chạy. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nha. Thích hợp là có gương chính điện nè, đó gương chính điện đây nè, đó anh chị thấy không, hai bên nè, hai bên đẹp như nhau nè, thích hợp nè, gương chống chói nè, đây là bộ gương chống chói mở công tắc nè, đó bộ gương chống chói này nha, quay nè anh chị coi là thích hợp, nó gom cái ánh sáng đèn led của Trần Anh vô một bên nè anh chị, thấy chưa, nó gom nè, đó nó gom lại, anh chị ngồi sau anh chị không bị chói đâu. Con này đi được 136.378 km rồi nha. Đó, 136.378 km. Đèn đóm nè, chỉnh đèn nè, chỉnh đèn sáng tối nè anh chị coi nè, mọi thứ nè, sáng nè, tối nè, sáng nè, tối nè, mọi thứ đang hoạt động hết. Mua về là chạy. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nha. Đồng sơn đẹp, nội thất đẹp đến với tay người tiêu dùng. Nhanh tay sở hữu, alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô để thể hiện phong cách của người Việt nhé. Đây nè, đang cho một thằng em nó tới, nó test cái máy nè, không phải test cái máy, vô xóa lỗi, chẳng có gì hết. Cái này đưa Trần Anh cũng xóa được, cắm cái máy vi tính vô là xóa lỗi thôi, với lại một cái đầu đọc lỗi của xe thôi, đơn giản 30 giây. Bữa nào Trần Anh sẽ test cho anh chị về cái công thức xóa lỗi trên máy tính nhé, nó đơn giản, nó chỉ cần một cái phần mềm, một cái máy tính là anh chị có thể xóa lỗi được rồi. Đó là vậy, tùy vào dòng xe nhé, tùy vào dòng xe để anh chị xóa lỗi, nó có phần mềm hết, nơi đâu cũng vậy. Đây anh chị ạ, capo đây là mở nắp capo cho anh chị coi nè, kiểm tra phần máy nha, máy chưa rửa nha. Đây nè, dàn nè, trước tiên nói về phần dàn nè, xe này bên Trần Anh mới lấy về thôi, ngày mai Trần Anh đưa đi rửa nha. Mấy ngày nay bên Trần Anh nhiều việc lắm, salon công ty quản lý xe cộ về rồi giấy tờ tùm lum. Hai nè, hai bên lường nè, không có dấu tích là đâm va, không dấu tích là cấn đụng, dàn trước nè anh chị thấy chưa, dàn trước nguyên bản theo xe nè, đó rin nồi không một xíu cấn đụng nha, xe hơi bị dơ. Ngày mai Trần Anh xin nhắc lại, ngày mai buổi sáng, ngày mai bình minh vừa ló dạng là chiếc xe Captivan này đang nằm bên công nghệ 4.0 để lột da và tẩy rửa cho em nó, cho em nó sạch sẽ lên là sẽ trưng bày nha. Tem tán nè, tem tán nè anh chị ạ, à. Đó keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau, không mất một phân nào nha, không dấu tích là đông va, hỗ trợ là hai tia nhúng tia lực nè, toàn diện chất xe nè, máy nổ thì thầm mùa xuân luôn, mùa xuân đó có em, nơi đó chúng ta tìm về. Máy đây nè, máy đang nổ nè. À, coi anh chị coi phần máy nè, đó chị thấy máy chưa, máy đang hoạt động nè, máy cực kỳ là khô ráo sạch sẽ luôn, êm lắm, tẩy rửa rồi thôi là em nó sẽ tràn đầy sắc xuân trong cuộc sống nha, tuyệt vời. Chất xe là niềm tự hào bên salon ô tô miền Nam, bên Trần Anh Ô Tô, nhiều xe, nhiều sự lựa chọn để đến với tay người tiêu dùng nha. Anh chị quan tâm mấy dòng xe này thì alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp đến với tay người tiêu dùng anh chị ạ. Đó, tổng quan thêm một lần nữa về xung quanh con xe Captivan cho anh chị coi, đang đi về Đồng Sơn. Đẹp chưa? Lấy về là chạy thôi. Ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa anh chị nha. Em còn vừa nhiều về xe đó, Pajero đầy xe này. Rồi Gencha 207 này. Đầy xe luôn rồi. Đây anh chị ạ. Đó, phong dáng của con Captivan 207 đó, hơn 200 triệu một tí xíu. Anh chị đã sở hữu ngay con Captivan 207 rồi. Xe cực đẹp, dáng cực xinh đến với tay người tiêu dùng. Đây, để cho anh quay luôn phần gầm bề cho anh chị coi nhé. Đây là phần gầm bề của con xe nè. Đó, phần gầm nè. Phần gầm là không có dấu hiệu mục mọt nhé. Anh chị thấy phần gầm như máy móc nè, khô ráo cực kỳ.
gầm bề này, chắc nụi đó, đây là phần gầm của em đó đây. Anh nhìn thấy chưa, lấy về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nha. Đó là con Captivan, giá hơn 200 triệu một tí xíu, anh chị đã sở hữu được con Captivan xe gia đình rồi. Tiếp tục ạ, đây là con Genche, đây là con Genche nè anh chị, đó, phong dáng đẹp, đồng xương đẹp, Genche 52F, xe này một chủ từ đầu luôn, 4 số là biết rồi, đồng xương đẹp, phong dáng đẹp, màu trắng ngọc trinh, em họ trắng người ấy tinh trinh, gọi là trắng ngọc trinh, tôi mãi yêu người con gái họ trắng tinh trinh nhé, phong dáng đó, đẹp chưa, nội thất nè, nỉ non nguyên rim xe không một xíu dịch vụ, trên chiếc xe luôn, vô lăng nè, phần tắp lô tắp bi nè, mọi thứ chức năng đang hoạt động nha, lấy về là chạy thôi, không phải làm thêm bất cứ một khoản gì. Xe này mai Trường Anh quay chi tiết cho, bây giờ em quay sơ bộ thôi, tại vì chiều đến rồi, sáng giờ Trường Anh làm kiệt sức rồi anh chị ạ, à. Vừa tiếp khách vừa làm xe vừa lấy xe cực quá đó, từ phần tay gối nè, nỉ nè, nỉ non là nguyên rim nè anh chị thấy chưa, sạch sẽ chưa, xe rất là sạch sẽ, từ phần tắp bi nè, rin nồi keo chỉ nè, keo chỉ bốn cánh nè, rin nứt chìm ơi, xe không có một xíu dịch vụ đâu. Phía sau nỉ non gối tay gối nè, nguyên bản của xe nè, trần là trần nỉ á đó, trần nỉ hết toàn diện rồi, máy móc êm, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp, đó là em Genche, em Genche nha, con này mâm sắt, con này là mâm sắt nha. Chạy con đi về rửa luôn em. Ờ chạy về rửa luôn em. Ủa con này đời bao nhiêu quên mất tiêu ta. Đây nè, con Genche là 206 anh chị nha. Đó phong dáng đồng sơn của con Genche đó. Anh chị đam mê dòng Genche 206 này, alo trực tiếp cho Trường Anh. Hai cục đèn là mới kèn xà beng nè. Đó anh chị thấy chưa. Em về em tiếp một con Toyota Altis nè. Đây nè, Toyota Corolla Altis, con này màu con này màu giống kiểu màu xanh nhạt á, màu xanh nhạt anh chị nha, bản số 49A04467 đây, con này máy 1.8 hàng G, phong dáng đồng xương đẹp, chất xe gia đình, mâm nè, mâm là được tích hợp chủ nhà, xi inox có toàn bộ rồi, xi inox có toàn bộ trên chất Toyota Altis đi rồi nha, cụm đèn nè, cụm đèn xéo nè, đó biểu tượng của Toyota, bản số 49A04467 đây, đẹp chưa, không xe không có một vết chày luôn nha, xe này bên Trường Anh cũng vừa cho dọn xong rồi đó anh chị, bốn vỏ tương đối là khá mới, đây nè, bốn vỏ mới 90% luôn nè, gầm bề ở trong là chủ nhà phủ ceramic màu đen chống ủ gầm, cách âm luôn rồi nè, đó rin nồi anh chị nha. Đây là 4 thắng đĩa luôn nè, trước đĩa sau đĩa nha, toàn bộ nha, nồi thất ở trong là nỉ non là nguyên bản theo xe, nguyên rin hết đó, tay gối nè anh chị, thấy phần tay gối chưa, tay gối đó là xe chủ nhà người ta đang sử dụng á, nơ nè, nơ niết rồi tay gối nè, học tì tay nè anh chị, co rin chưa nè, đó đây nè, đó khay đựng nước nè, học tì tay, khay đựng nước đầy đủ hết rồi, lấy về là chạy thôi, toàn bộ là nỉ rin nguyên bản theo xe hết nhá. Sàn là sàn da, trang bị là loa súp, trang bị cho em nó là có loa súp nhá. Đây nè, con Captivan đưa đi dọn, đưa đi cho thằng em mang về công nghệ 4.0 dọn nha. Xe hiện tại như con trâu cầy, phải dọn lên, ngày mai em nó sẽ tràn đầy sắc xuân trong cuộc sống. Tới luôn đi. Đó, xe đẹp chưa, nhiều xe chưa. Anh chị đăng ký kênh bên em, xe rất là nhiều, nhiều sự lựa chọn cho anh chị luôn, giá cả thật chuẩn, và thứ nhất là giá cả chuẩn, thứ hai là chất xe bên em bán ra bao lỗi, bao cứng đục, bao gầm nước cho toàn thể tất cả bà con, và đặc biệt hơn rằng một điều như thế, Trần Anh có bán thiếu cho anh chị, nói bật mí anh chị nghe nha, Trần Anh có bán thiếu cho anh chị luôn, Trần Anh chỉ bán thiếu cho anh chị, những anh chị nào đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, muốn mua một con xe
về để phục vụ gia đình, nuôi sống gia đình là Trần Anh vui lắm. Trần Anh nói thật, Trần Anh rất là vui, khóa chị em an toàn, đầy đủ hết, những sóng lường nè, không có dấu hiệu đâm vai cấm đụng nha, hai bên nè, đẹp như nhau nha. Toyota Tiếp sản xuất năm 2003, Toyota Corolla Tiếp, đây nè, phần tắp bi nè, dòng này là rin nồi, ra nỉ non nè, nguyên bản đầu xe nè, rin nguyên luôn. Đây là phần keo chỉ nè anh chị nè, keo chỉ bốn cánh đẹp như nhau, những sóng lường nè, báo cửa mọi thứ chức năng đang hoạt động nè, bề gác chân nè, tay gối, tay ghế nè, rin chưa, đây là phần nỉ nè, đẹp len keng, biểu tượng của Toyota. Dòng xe này, con này trang bị một túi khí nha. Đây là túi khí bên bên tài nè, không có dấu hiệu là bong chóc nha. Đây nè, sờ coi, móc tay vô sờ vẫn còn anh chị ạ. Túi khí vẫn còn nhá. Kết hợp là gương chỉnh điện, đầy đủ chức năng trên chiếc xe hết rồi. Tép chưa em ơi? Xong chưa? Đề nhẹ phát nổ máy nè. Đồng hồ nè anh chị coi nè, tua máy nè, chớp chưa? Đẹp lên 6 căn vòng luôn, không xi nhê. Trang bị cho em nó một cái màn hình Android cực khủng, máy lạnh điều hòa đang hoạt động đây. Hai nè, chế độ lớn nè, chế độ mặt nè, mặt nè, đây là chế độ mặt. Máy lạnh có rồi nha anh chị nhá. Đây, đó, chế độ mặt đó. Ôi chà ơi, gió cực kỳ lớn luôn, gió cực kỳ lớn nhá. Đồng hồ nè, full đo nè, full cửa sổ thời gian luôn. 237.752 km, đây là số km thực con Toyota Corolla Altis này đang chạy nhá. Vô lăng trợ lực lái rất là nhẹ. Đây nào, vô lăng nè anh chị coi nè. Con số nè, con số chủ nhà vừa thay cho nó cái con số gỗ rồi. Phần tắp lô tắp bi nè, không có dấu hiệu khoan đục hay chém đục trên chiếc xe nhá. Là những cái vân gai nè. Có rin chưa? Nghe nhạc USB thẻ nhớ cái gì sùm hết sảy con 17 đây nè. Đó, rin nồi, điều hòa, mọi thứ chức năng AC nè, đóng AC rồi nè, lấy gió trong gió ngoài nè, đang hoạt động gió, cái này lấy gió ngoài nè, lấy gió trong nè, đó, lấy gió trong nhá, đi xe nên lấy gió trong cho Trần Anh, lấy gió ngoài bù vô hửi không kịp đâu, đó, rin chưa, phần tắp bi nè, đó, rin nguyên, lóc cửa nè, anh chị thấy lóc cửa không, lóc cửa, mở cửa nè, đó, đầy đủ chức năng hết rồi, đèn đóm trên trần nè, nguyên bản đầu xe, mạc tem là nguyên rin nè, gương nè, không thiếu cái gì. Chỉ có mỗi thứ tiền. Anh chị nào kẹt thì cứ alo cho Trần Anh nha, Trần Anh sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho bà con cô bác luôn. Đừng ngại ngùng anh chị ạ, lấy về là chạy thôi. Ngoài ra không phải làm hết bất cứ một khoản gì nữa nhá. Đó, đồng sơn đẹp, máy cực êm luôn, lấy về là sử dụng. Cabo là tích hợp có gương chỉnh điện nữa nè. Đây là anh chị, này gương chỉnh điện đang hoạt động nè, đó chị thấy chưa, gương chỉnh điện đang hoạt động hai bên nè, đẹp như nhau nhá, mọi thứ đang hoạt động luôn, lấy về là chạy. Ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nữa nhá. Đèn còi thì đủ rồi, còi cực lớn luôn. Anh chị thấy nội thất không, nội thất là kim hết rồi. Đó, ghế từ trên xuống dưới nè, từ phần tay gối nè, bề ghế chỉnh hơi nè, chỉnh túi hơi nè, lên xuống đều được nhá. Phun ga số là không có dấu hiệu phai mờ. Hai bên nè, những sóng lường. Mở nắp capo lên. Đó, đồng sơn đẹp, form dáng đẹp. Đó là em Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2003. Form mới. Đèn sau là đèn mắt xích, đèn rời nha anh chị nha. Cái này anh chị phân biệt dùm Trần Anh, nó rất là nhiều đời, rất là nhiều cái kiểu đèn khác nhau nha. Con này máy 1.8 nè, 1.8 bảng G, biểu tượng của Toyota nè, chữ Toyota Corolla Altis nè, còn hàng in nguyên luôn, lấy về là chạy. Kính Toyota không dấu hiệu là thay thế nè, đây là kính nè, kính sau nè. Mở cốp lên anh, đây là đèn đóm nè, sáng được trời mây chưa. Đó, chị ấy sáng được trời mây chưa, sáng keng sao bay luôn, sáng lắm. Coi, anh chị coi cái cục máy anh chị hết hồn rồi. Đây nè anh chị thấy quả máy chưa, quả máy sau khi bên Trường Anh đưa qua xử lý toàn bộ nè. Đó, đây là ốp chụp, ốp chụp của phần thân máy. Con này 1, 2, 3, 4, con này xài 4 cái bếp full nhá. Con này 4 máy, máy là đang hoạt động nè, trang bị là thắng ABS đầy đủ nè. Đây là anh chị à,
đây nè, trang bị là cụm thắng ABS chống bó cứng phanh. Anh chị cụm thắng ABS chưa? ABS chống bó cứng phanh là đang hoạt động luôn nhá. Kèo cột nè. Con này là màu, con này là giống như kiểu màu xanh bạc anh chị nha. Sorry, con này là màu xanh bạc nha. Kèo cột những cái đinh bấm nè, không dấu hiệu đâm vai cấm đụng luôn. Máy nổ êm cực chất, đây là cổ ga FI anh chị coi cục máy nè. Xem kỹ nha. Đó, xem kỹ cục máy nè. Cục máy cực kỳ là khô ráo luôn, không dư là bong chóc hoặc là không dư là lại máy nhá. Đây là thân dàn của nó nè. Dàn nguyên rin đôi xe nhá, con này là màu xanh bạc nhá. Báo cho anh chị biết luôn. Đó, dàn trước nè. Rin lắm, máy nè. Máy đang hoạt động, nổ cực êm, coi tép coi có độ hơi không nha. Ui dạ, sao cứ mỗi lần cầm vô cái này là bực mình. Cầm vô nó vặt như thổ tẻ. Nè máy nè, máy móc nè, không có xíu độ hơi nè, chị thấy máy chưa? Máy cực kỳ là khô ráo nhá. Máy trong là không có một xíu độ hơi luôn. Phút xoay cam cò đang bơm, chị thấy không? Lấy về là chạy thôi. Đó là chiếc xe gia đình mà Trần Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con. Điều đặc biệt hơn nè, đây là số khung nè. Đó, chị thấy chưa? Chữ số nè, còn hàng, chữ số còn hàng in trên vít son của Boeing. Đây là mạc tem nè. Con này 1.8 nhá. Đây nè, ml là 1794 là 1.8 anh chị nha. Color của nó là chim. Rồi thông số kỹ thuật là lớp size, thông số máy là 0.54A. Thông số size bên bề ngang là 1.57/45 nhá. Đó, thông số, đọc kỹ cái thông số trên cái mặt tem nguyên bản xe cho Trần Anh là ok. Kèo cột không dưới đâm ve, nỉ nè. Cách nhiệt hết toàn bộ rồi, keo chỉ trên nắp capo là biểu tượng của Toyota nè. Mua về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm gì thêm bất cứ một khoản gì nữa nhá. Đó là chiếc xe đẹp mà bên Trần Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả bà con cô bác đó. Nhanh tay alo cho Trần Anh, hãy alo đi và tận hưởng những mẫu xe hot nhất nhá. Đó, rin chưa? Rin lắm. Toyota Altis sản xuất năm 2003, màu xanh bạc anh chị nha. Bốn vỏ gầm bề mới keng xà beng, xe không dấu hiệu là trời trụ luôn. Bốn cánh cửa đẹp như nhau nhá. Đó, đẹp ngất ngây trời mây luôn. Hôm nay Trần Anh làm một đoạn clip thật là dài để cho bà con xem hết những cái mẫu xe bên Trần Anh nhá. Gầm bề ở trong là mới keng xà beng nè, gầm bề ở trong nè. Đó, phủ Sidermix chống bụi gầm chưa, phủ hết toàn bộ xe không có xíu mục mọt nhá. Thắng đĩa nè, trang bị cùng thắng ABS, mâm đúc nè, mâm đúc của Toyota đã được xi toàn bộ inox hết rồi nha. Đây là mâm xi nè, xi toàn bộ inox hết rồi anh chị ạ. Off body, bốn cánh cửa rất là liền lạc, không có dấu hiệu đâm va hoặc là không có dấu hiệu là cứng đụng nha. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Xe cực đẹp, những mẫu xe Trần Anh bán ra, đồng thời Trần Anh bảo hành máy cho anh chị một năm luôn. Đó là chiếc xe, hình ảnh trung thực đến sắc nét anh chị nha. Trần Anh dùng một cái camera kỹ thuật số quay. Camera kỹ thuật số không phải là điện thoại. Đồ phân giải lên tới 150 megapixel rồi anh chị ạ. Hình ảnh cực kỳ sắc nét luôn. Đó, đồng sơn đẹp, phong dáng đẹp, trải nghiệm ngay phần gầm nè anh chị. Đây là phần gầm nè. Đó, phần gầm xe nè. Mới chưa? Đây là hai bên xe rông nè. Hai bên xe rông không có dấu hiệu mục mọt nhá. Đó, gầm xe là cực kỳ chất nè. Anh chị thấy chiếc gầm chưa? Chiếc gầm nè, mới keng xà beng, không một vết mục luôn. Mua về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nha. Máy móc cực kỳ là khô ráo nè. Đây nè. Đó, coi kỹ phần gầm đi. Anh chị thấy phần gầm chưa? Phần gầm không có xíu một mọt luôn. Mua về là chạy, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nhá. Đẹp chưa? Đó, bốn vỏ tương đối là khá mới. Lấy về là chạy thôi bà con ơi. Đó là mẫu xe Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2003. Và tiếp theo, đây là tiếp tục thêm một con Toyota Corona. Corona và Corona khác nhau anh chị nha. Máy 2.0 hàng nhập Toyota sản xuất năm 1992, 75 triệu. Báo luôn cho nó nhanh. Đồng sơn đẹp, vừa đi qua công nghệ xử lý toàn bộ, tẩy rửa hết toàn diện trên chiếc xe rồi. Đó, anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nhá. Đây anh chị ạ, trang bị bộ ghế nỉ rin đô xe nè.
dòng này thì nó bằng con Matiz thôi nhưng mà chất xe nó còn lắm. Đây nè anh chị coi là ở trong là đẹp chưa, ở trong nguyên bản thì xe là nỉ non nguyên rim nhá, bốn kính bấm đầy đủ máy lạnh, phần phía sau học dưới là hai tay gối nè, cọp chưa, đó xe siêu cọp đến với tay người tiêu dùng nhá, có mấy chục triệu thôi, 75 triệu anh chị mua nào, Trần Anh có bớt cho anh chị luôn. Nó bi cửa nè, đó dòng xe tập chạy tập lái qua mọi thời đại đến với tay người tiêu dùng. Vô lăng biểu tượng vô lăng Toyota ba chấu, đồng sơn nội thất đẹp, máy êm, máy rin, xe không cứng đụng nha. Đặc biệt hơn là Trần Anh chú ghét lấy xe cứng đụng về, không cứng đụng nha anh chị nha. Va quẹt thì còn có thể chấp nhận nhưng cứng đụng thì không bao giờ có chuyện đó. Đó là báo luôn anh chị nha, từ phần tấp bi nè, đó xe rin lắm, mấy chục triệu à, 75 triệu thì so ra nó bằng con Matiz nhưng mà đi con Toyota nó vẫn đẳng cấp hơn, Toyota hàng nhập nó vẫn đẳng cấp hơn anh chị nha. Em nó sản xuất năm 1992, bằng treo nó một cái áo màu xanh, xanh gì đây mà ban đêm buổi ánh đèn nó quay cho Trần Anh, à xanh rêu, em này bằng treo nó một cái áo màu xanh rêu nha. Bốn vỏ tương đối là khá mới, đăng kiểm khá là sâu, bảng số 49E06833. Đó, Trần Anh nói chuyện nhiều quá, Trần Anh tiêu rồi, hết hơi rồi anh chị ạ. Đó, cập nhật về những mẫu xe cỏ liên tục để về phục vụ bà con. Biểu tượng của Toyota Corona nè, anh chị thấy chưa, hai cụm đèn bầu phía sau, nguyên bản theo xe, giá có 70 mấy triệu thôi, mua bớt luôn. Và tiếp tục theo một con Focus, thằng em vừa mới đi xóa lỗi xong nè, mấy cái lỗi lặt vặt đưa vô xóa cả hết luôn. Focus sản xuất 2005 số tự động. Xe này Trần Anh cũng đã đăng clip rất là chi tiết rồi, giá cực kỳ rẻ, 200 triệu sở hữu ngay, dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ nhá. Đó, 200 triệu thôi, sở hữu ngay em nó rồi, tích hợp là gương từ cục từ mở, gương xóa điểm mù, cửa sổ xăng rúp. Ây, xa. Mấy cái thằng xe tải nó bị điên, người xe qua nó bấm bùm sùm. Phần tấp bi tấp lô nè, đó dễ đẹp chưa, ken chưa, trải nghiệm qua một lần nữa nhé. Đây là đặc biệt hơn là số tự động nè, giá cực kỳ rẻ luôn, 200 triệu mà sở hữu được một dòng xe Ford thương hiệu của Mỹ, mẹt tem nó đóng rồi, mẹt tem nè anh chị à, mẹt tem đóng rồi, kích kích theo nhà sản xuất bên đây, búp búp đó, vô lăng bốn chấu, trang bị túi khí bịt bùng nhìn con xe luôn. Đây là biểu tượng thảm của Focus nè, máy con này là 1.8 nha, số tự động, con này chắc nó nằm tầm cỡ 8 lít đến 9 lít trên 100 km thôi. Đặc biệt hơn phần tấp bi nè, ken xà beng không một dấu hiệu trời luôn, nội thất rin nồi, sơn rin còn phủ khá là nhiều chiếc xe nha. Đó, phần tấp bi cửa sau nè, đẹp chưa, hai dàn lạnh trước dàn lạnh sau. Đây là phần tấp bi nè, đó tay gối phía sau nè, rèm che nắng nè, đầy đủ nè, nguyên rin chưa, học để đồ nè. Xe này chẳng anh đăng clip rồi, bây giờ em đăng chung lại một cái rồi thôi nha. Đó, chiếc đóng cửa rất là liền, rất là đều luôn, đẹp chưa, màu đen mạnh mẽ cá tính, đứng giữa một bầu trời xanh thẳm nha. Tại đây Trần Anh gọi đó là biểu tượng của Focus, dòng xe thương hiệu của Mỹ nha, máy móc cực green luôn, màn hình kem dê, cảm biến dê, xung quanh con xe đầy đủ hết rồi. Anh chị tham khảo dòng này alo Trần Anh cho anh gửi video cho, đăng kỹ rồi, đang quay kỹ quay gầm rồi đó. Và tiếp theo ạ, rẻ hơn một lần nữa, đó là con Hyundai i10 sản xuất năm 2009, xe này hàng nhập nha, 8316, xe một địa chủ luôn. Phong dáng con i10 máy 1.25, toàn bộ là kính bấm hết toàn diện nha, trời mưa tầm tã rồi nè anh chị ạ. À, đó đồng sơn đẹp, phong dáng đẹp đến với tay người tiêu dùng. Đây, đây là con Hyundai i10 nè, giá này có 100 mấy chục triệu, rẻ bèo, rẻ hơn con Matiz, mua về là chạy thôi, ngoài ra không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nha. Đó, đây là tổng quan bên salon ô tô chi nhánh 3 bên em về cập nhật về thật là nhiều xe để phục vụ cho bà con, từ con Focus nè, 205 số tự động nè, cửa sổ xăng rúp nè vẫn có nè, và Toyota Altis Corolla, Toyota Corolla Altis, con này sản xuất năm 2003 nha, xe siêu đẹp luôn đến với tay người tiêu dùng. Và tiếp theo Gencha 206 vẫn có nha, Pajero, anh chị thích Pajero hay cầu máy xăng này thì alo trực tiếp cho Trần Anh, bên Trần Anh vẫn có gầm cao bánh lớn nhé. Một lần nữa Trần Anh xin chúc toàn thể tất cả các bà con
có một buổi tối thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình nhé. Ai mua thì liên hệ trực tiếp tới Trần Anh Ô Tô. Đây là tổng quan tổng công ty salon chi nhánh 3 do Trần Anh và An Sơn đứng ra chịu trách nhiệm bán hàng, đảm bảo toàn diện đến tay người tiêu dùng. Anh chị có thể gọi hai số điện thoại, số Trần Anh, số của An Sơn đều được hết nhé. Một lần nữa cho em xin cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại.